Chuyện mẹ chồng nàng dâu đúng là nỗi ám ảnh với nhiều gia đình. Nhưng đã bao giờ bạn được nhìn thấy bố mẹ chồng lại đi đuổi giết vợ của con trai ngay trong đêm tân hôn chưa? Kỳ cục đúng không? Dù đã sẵn sàng hay chưa, thì hãy cùng mình chơi trò trốn tìm cùng gia môn bất hạnh ngay sau đây nhé. Bộ phim mở đầu bằng cảnh bên trong dinh thự nhà Le Domas vào năm 1989. Hai anh em Daniel và Alex đang chạy trối chết vì bị một người đàn ông đuổi sát sườn. Daniel giấu em trai vào một chiếc tủ trước khi chạm mặt với người đàn ông nọ. Anh ta là Charles, chồng mới cưới của người cô Helen. Anh ta cầu xin Daniel về thân thể chảy chuỗi vết thương, nhưng cậu bé cắt phắt, lớn tiếng kêu gọi mọi người trong nhà. Mặc cho Helen gào khóc thảm thiết, gia đình Le Domas vẫn kéo Charles vào căn phòng lớn và kết liễu anh ta. 30 năm sau, cậu em Alex đã trưởng thành, chuẩn bị kết hôn với nàng thơ Grace của đời mình. Trong bữa tiệc, Grace gặp mặt gia đình nhà chồng, bao gồm Daniel cùng người vợ Charity, ông bố Tony, người cô Helen và bà mẹ Becky. Đám cưới diễn ra đầy ấm cúng và an yên trước sự chứng kiến của bà con lối xóm. Đêm đó, Grace đã sẵn sàng cho một cuộc mây mưa tới bến, nhưng tự dưng bà cô Helen lại đứng nhìn hai vợ chồng như định giết họ đến nơi. Lúc này, Alex mới tiết lộ Grace sẽ phải tham gia một trò chơi ngẫu nhiên vào đêm tân hôn. Đó là truyền thống của gia đình Le Domas mỗi khi họ đón nhận thêm một thành viên mới. Hai vợ chồng vào đại sảnh, nơi cả nhà đã tề tựu đông đủ. Họ ngồi quanh một bàn tròn và ông bố Tony bắt đầu giải thích về nền nếp gia đình. Từ lâu lâu, cụ cô Victor Le Domas đã giao kèo với tay đối tác là quý ngài Le Bel để đổi lấy vinh hoa phú quý. Tuy nhiên, nhà Le Domas sẽ phải chơi một trò chơi được định sẵn nếu có người mới muốn trở thành một phần của gia đình. Những trò chơi có vẻ khá nhẹ nhàng, nào là đánh cờ, nào là thẻ bài board game, nên Grace rút thăm khá thoải mái. Nàng dâu rút chúng lá bài trốn tìm, khiến cả nhà chỉ biết nhìn nhau ái ngại. Ông bố Tony giải thích rằng Grace phải trốn biệt đến tận sáng để thắng game này. Dù nàng dâu có thấy kỳ quặc, nhưng cô vẫn làm theo. Trong lúc cô gái trẻ đang lò dò tìm chỗ trú, thì cả nhà lại lên đồ như một cuộc đi săn thực thụ, ngoại trừ Alex, bởi anh đã đi ngược dòng để cảnh báo cô vợ mới cưới. Sau một hồi thu mình nín thở trong góc tối, Grace thoát ra, vẫn vô tư cho rằng đây là một trò chơi con nít. Đột nhiên, Alex khống chế và lôi Grace ngồi thụp xuống trong góc phòng. Sau đó không lâu, cô hầu gái Clara bước vào để tìm cậu chủ nhỏ, nhưng vừa đảo mắt được vài đường thì đã bị nổ banh táo. Kẻ bóp cò là Emily, con gái nhà Little Mas. Cô ta tưởng đó là Grace. Đoạn, cả nhà chạy ngay đến để thu dọn bãi chiến trường, không quên trách cứ cô con gái vì quá bục trột. Bây giờ, Grace mới hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Nước mắt tèm lem, thở khòn không ra hơi, nhưng cô nàng lại bị Alex kéo sang căn phòng khác. Anh giải thích rằng đây không phải trò chơi trốn tìm đơn thuần, mà cả gia đình sẽ phải tìm và giết chết Grace trước khi trời sáng, bằng không họ sẽ xuống âm ti hết. Alex không cảnh báo Grace từ đầu vì sợ cô sẽ chia tay anh, nhưng khẳng định sẽ làm mọi cách để đưa hôn thê ra khỏi biệt phủ an toàn. Nhưng đến nước này thì Grace cũng chẳng dựa dẫm vào ai được nữa. Sau khi thay giày, cô xé váy để tiện di chuyển. Đi chưa được bao xa, nữ chính đã sập bẫy. Cả gia đình định đánh một phát cho xong, nhưng cô nàng Emily ngáo thuốc lại nhanh nhẩu đến xấy đạn lung tung, tạo điều kiện cho con mồi chạy thoát. Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, Grace lại rơi vào tầm ngắm của Daniel. Nhưng vì hối hận về hành động năm xưa, anh đã không xuống tay với cô, thậm chí còn cho cô 10 giây chạy trốn trước khi hét lớn. She's in the study! Quần thả mãi không bắt được cô nàng chân yếu tay mềm, nhà Le Domas buộc phải hội ý. Đúng lúc đó, một cô hầu gái khác hớt hải chạy vào, hô hoán đã tìm thấy Grace. Đen đủ thay, Emily lại vừa biết dùng nỏ. Đã không toàn mạng thì thôi, cô hầu gái còn bị Helen dí cho một phát đến rụng cả đầu. Bây giờ cả nhà mới yên ổn để bàn bạc, nhưng mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả. Về phần Grace, cô tìm thấy một khẩu súng săn cùng giải đạn cỡ bự. Trong lúc nàng dâu tìm chỗ đánh du kích, anh chồng Alex tranh thủ mở mọi cánh cửa trong nhà. Vừa lúc đó, Grace đã bị tay quản gia phát hiện. Cô định nổ súng, nhưng đạn lại toàn là hàng mã. Dù vậy, nàng dâu vẫn kịp chạy thoát sau khi hất cả ấm trà bỏng rẫy vào mặt gã quản gia. Trên phòng điều hành, Alex đã bị anh trai và bồ nắm thóp. Anh dính một đòn thấu xương để khỏi phải hỗ trợ cô vợ tội nghiệp. Dù vậy, Grace còn nghe được Tony và Helen đang rủ rỉ. Đại ý là, Alex luôn kháng cự trước truyền thống gia đình, nhưng bà cô Helen tin rằng ông cháu rồi sẽ phải chấp nhận số phận, giống như cách bà đã vượt qua nỗi đau khi phải chứng kiến người chồng bỏ mạng 30 năm về trước. Helen cho rằng, hồi ấy mình nên là người xuống tay với kết liễu Charles, và Alex bây giờ cũng vậy. Trên đường thoát thân, Grace lại bị người hầu thứ ba phát giác. Cô này lên tiếng như còi báo động, nhưng khua tay múa chân thế nào lại trúng phải nút đóng sập cửa, thế là cũng đi đời. Grace đã có mặt bên ngoài căn nhà. Cô chạy thục mạng đến nhà kho, định cố thủ cho đến khi trời sáng. Nhưng Grace không ở đó một mình, mà còn có cả Georgie,
cậu bé con đang biệt tích. Cô tưởng cậu bé vắt mũi chưa sạch sẽ giúp đỡ mình, ai ngờ Georgie lại rút súng bắn thủng cả tay. Vừa đau vừa choáng, Grace chỉ kịp thụi cho Georgie ngã lăn đùng trước khi rơi đánh dầm xuống cái hố sặc mùi hôi tanh. Hóa ra, thi thể của những người bỏ mạng dưới tay gia đình điên loạn đều bị tống xuống dưới này. Grace phải chật vật lắm mới trèo lên được vì thang đứng đã mục rũa hết cả. Đã vậy, bàn tay trúng đạn của cô lại bị tổn thương trầm trọng thêm. Ít nhất thì cô cũng đã chạy được ra bên ngoài, nhưng những người đi đường hoàn toàn ngó lơ tính mạng của nàng dâu tội nghiệp. Vì Grace đã gần như kiệt sức nên gã quản gia không mất nhiều thời gian để tìm thấy cô. Tuy nhiên, với khát vọng sống ngùn ngụt, Marco Robbie phiên bản gần thật vẫn bung sức phản đòn để rồi kết liễu gã đàn ông bằng cách thắt cổ ông ta. Grace vừa lấy xe trốn biệt, vừa gọi cảnh sát đến trợ giúp. Cơ mà cô chỉ đi được một đoạn ngắn trước khi chiếc xe bị phản phé và bị tay quản gia bắt kịp. Trong lúc đó, Daniel đã tràn đến tận cổ với tục lệ điên rồ của cả nhà, nhưng vẫn phải cắn răng tiếp tục vì nếu không những đứa con của anh sẽ gánh chịu hậu quả. Gã quản gia được Grace về căn biệt thự, hân hoan kể công với gia đình Ledomas qua điện thoại. Nhưng hắn nào ngờ rằng cô vẫn còn sức. Tận dụng khoảnh khắc đối phương lơ là, Grace tung hai cước dứt khoát ngay chóc khiến hắn mất lái. Chiếc xe lộn mấy vòng vào bìa rừng, bốc khói nghi ngút, đưa tay quản gia về gọi chết. Không hiểu sao Grace vẫn chưa hẻo, cô lết từng bước ra khỏi mớ sắt vụn chỉ để gặp Daniel lần nữa. Vì gia đình là tất cả nên cậu anh nhà Ledomas phải đánh ngất Grace và mang cô về căn biệt thự quái ác. Trong lúc đó, bà mẹ Becky tiếp cận Alex. Bà cho rằng dù có yêu Grace đến mấy, anh cũng sẽ hướng về truyền thống của gia đình mình. Alex khẳng định anh sẽ giết bà mẹ nếu có bất kỳ chuyện gì tồi tệ xảy đến với Grace. Không lâu sau, nàng dâu xinh xắn đã bị trói chặt, chuẩn bị lên thớt làm vật tế cho quý ngài LeBel. Cả nhà truyền nhau cốc nước thánh, mỗi người là một ngụm rất ngọt trước khi nôn ọe như mới đi nhậu tới bến. Hóa ra, cậu con trai Daniel đã đầu độc cả nhà, tạo điều kiện cho Grace chạy trốn. Daniel đã giúp được Grace, nhưng chưa ra khỏi nhà đã bị cô vợ Charity phát hiện. Nhận ra chồng mình vừa phản bội, Charity đã bắn Daniel một phát nổ cổ. Dù Alex đã xuất hiện ngay sau đó, nhưng như thế là quá muộn, Daniel đã ra đi trong vòng tay của em trai. Grace lại phải đối đầu với bố chồng. Ông ta sấn sổ tiến tới, nhưng bị cô con dâu dội cho hai phát vào đầu, nằm ngay xuống tức khắc. Đoạn, Grace buông cây đèn lồng, khiến tấm rèm bị bắt lửa bốc cháy phừng phừng. Hết bố lại đến mẹ, bà Becky định lao vào và bóp chết Grace cho kỳ được. Trong lúc dãy ruộng, Grace vẫn với được chiếc hộp của quý ngài LeBel, vừa đánh lại mẹ chồng vừa lớn tiếng như chị dậu. Fuck your family. Bao dồn nén xả hết vào những đòn đánh, Grace giết chết Becky khiến khuôn mặt của bà chỉ còn là một đống thịt. Alex nhìn thấy cảnh tượng trớ trêu ấy và anh nhận ra rằng sau đêm nay mình sẽ mất cô vợ mới cưới mãi mãi. Bị những cảm xúc ngổn ngang chi phối, Alex quay ngoắt 180 độ, không chê Grace và đem nộp cô cho gia đình mình. Nàng dâu bị đưa lên bàn tế lần nữa, nhưng lần này, cả nhà phải thật khẩn trương vì mặt trời đang dần ló dạng. Ngay khi Alex định lấy mạng vợ của mình, Grace một lần nữa kháng cự thành công, bẻ vặn cổ tay của Helen khiến mũi dao đi chệch hướng và chỉ đâm trúng vai cô. Vừa lúc này thì trời sáng, nhà Ledomas không còn quan tâm đến chuyện giết Grace nữa mà chỉ muốn toàn mạng. Ai nấy nhắm tịt mắt chịu trận, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Họ thở phào, nhận ra lời nguyền gia tộc chỉ là trò lừa bịp. Tuy nhiên, Helen vẫn muốn ăn tươi nuốt sống Grace vì cho rằng cả nhà đã dỡ mặt với thần chết. Thế là bà chết thật trong lúc đang lao về phía Grace. Sau đó, mỗi người lại có một cách phản ứng khác nhau, nào là cầu xin chạy trốn, rồi còn đối chất với cả thần linh, nhưng tất cả đều nổ đánh bùm hết cả. Chẳng mấy chốc, dinh thự xa hoa đã bị nhuốm đỏ màu máu, chỉ còn hai vợ chồng Grace còn sống. Bây giờ, Alex mới cuống cuồng lại lục van xin Grace để được sống toàn thây. Sau tất cả những gì đã xảy ra, điều duy nhất mà cô nàng muốn chỉ là một lời ly hôn mà thôi. Thế là Alex biến thành một mớ thịt tung tóe hệt như người nhà. Chỉ còn Grace một mình, nhìn ngọn lửa dần bao trùm cả biệt phủ. Quý ngài LeBel còn gật đầu với cô, và ông ta trông thật giống chúa tể địa ngục. Giờ Grace đã được tự do, không còn phải chạy trốn bất kỳ điều gì nữa. Mặc kệ bộ váy và khuôn mặt ướt đẫm máu, cô ra ngoài, ngồi bệt xuống bậc thềm và hút thuốc rất thản nhiên hệt như cảnh đầu phim. Khi được hỏi chuyện gì đang xảy ra, Grace chỉ đáp gọn. In-laws. Đằng sau, dinh thự khổng lồ dần tan thành tro bụi, đặt dấu chấm hết cho một gia tộc dám giao kèo với quỷ dữ để đổi lại cuộc sống giàu sang. Và đó là những chuyện đã diễn ra trong Ready or Not. Các bạn cảm thấy thế nào về bộ phim này? PKD nên kể về những tác phẩm kinh dị nào nữa? Đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ, cảm ơn vì đã xem và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!